Xin được chào mừng quý thầy cô, các bạn sinh viên và quý khán giả đang đến với bản tin OG News trong tháng 10 vừa qua. Sau đây là một số nội dung nổi bật trong tháng. Lễ khai giảng năm học 2017-2018 và ngày hội truyền thống The Open Day 2017. Hội thảo quốc tế dẫn dắt và đổi mới hướng đến phát triển kinh doanh bền vững. Hội thảo khoa học những giải pháp điều tiết giá trị gia tăng từ đất, tập trung vào đầu tư cơ sở hạ tầng và chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Lễ tốt nghiệp Đại học Chính quy năm 2017. Hội thảo quốc tế về nghiên cứu và ứng dụng trong công nghệ sinh học của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017. Khai giảng chương trình cử nhân đào tạo từ xa theo phương thức trực tuyến khóa 3 năm 2017. Kính thưa quý vị, nổi bật trong tháng vừa qua là những hội thảo khoa học trên nhiều lĩnh vực. Trong đó đầu tiên phải kể đến hội thảo quốc tế về dẫn dắt và đổi mới nhằm hướng đến phát triển kinh doanh bền vững. Tiếp nối thành công trong công tác phối hợp tổ chức hội thảo khoa học quốc tế lần thứ nhất, ngày 12 tháng 10 vừa qua, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh và UNIDO tiếp tục là hai đơn vị chính phối hợp tổ chức hội thảo lần thứ hai với chủ đề dẫn dắt và đổi mới hướng đến phát triển kinh doanh bền vững, được tổ chức tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, thu hút 100 đại biểu trong và ngoài nước. Những người làm công tác nghiên cứu khoa học, giảng dạy ở các trường đại học, các nhà quản lý ở các đơn vị doanh nghiệp đã cùng tham dự. Tại hội thảo, có 31 bài tham luận được chọn để trình bày và hội đồng khoa học cũng đã chọn lựa 35 bài đăng trên kỷ yếu hội thảo khoa học, có chỉ số xuất bản quốc tế. Ngày 20 tháng 10 vừa qua, Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đồng phối hợp tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề những giải pháp điều tiết giá trị gia tăng từ đất, tập trung vào đầu tư cơ sở hạ tầng và chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Hội thảo được tổ chức nhằm cụ thể hóa những giải pháp từ góc độ tài chính, thuế, các chính sách về đất đai hạ tầng, quy hoạch đô thị để có những tham mưu kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố. Với chủ đề nghiên cứu và ứng dụng trong công nghệ sinh học, ngày 18 tháng 10, Khoa Công nghệ sinh học Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo quốc tế về công nghệ sinh học. Hội thảo đã tiếp đón gần 100 đại biểu đến từ Ban quản lý khu nông nghiệp công nghệ cao, Trung tâm Công nghệ sinh học Thành phố Hồ Chí Minh và các trường đại học. Với hơn 50 báo cáo khoa học tại hội thảo về các cơ chế liên quan đến bệnh thoái hóa khớp, công nghệ enzyme tái tổ hợp cho chẩn đoán phân tử và sản xuất thuốc, nghiên cứu phân tử ở bệnh ung thư, công nghệ nuôi trồng nấm ăn ngoại cộng sinh có giá trị kinh tế cao, nghiên cứu cơ bản và ứng dụng nấm ký sinh trên côn trùng, công nghệ sinh học về nấm đạo ôn, công nghệ xử lý chất thải chăn nuôi, ứng dụng marker phân tử trong chọn giống thực vật. Trong tháng 9 và tháng 10 vừa qua, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ tốt nghiệp đại học hệ chính quy cho các tân cử nhân và tân kỹ sư thuộc các khoa công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, đào tạo đặc biệt, kinh tế và quản lý công, kế toán, kiểm toán, luật, tài chính ngân hàng, ngoại ngữ, quản trị kinh doanh, xây dựng và điện, xã hội học, công tác xã hội Đông Nam Á. Trong đợt này đã có 1.673 sinh viên được đại học tốt nghiệp, trong đó có 151 sinh viên được khen thưởng vì đạt được các thành tích thủ khoa toàn khóa, học tập giỏi toàn khóa và bảo vệ khóa luận xuất sắc, góp phần nâng cao số lượng và chất lượng tri thức cho xã hội. Từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 10 vừa qua tại cơ sở Hồ Hậu Hấn, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức chương trình tập huấn do giáo sư Dieter Thielmann đến từ Đại học Queensland Úc thực hiện cho các giảng viên đang và sẽ tham gia giảng dạy chương trình cử nhân trực tuyến. Buổi tập huấn xoay quanh vấn đề về các yếu tố ảnh hưởng đến việc giảng dạy trực tuyến tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên tắc thiết kế và xây dựng một khóa học trực tuyến, chia sẻ kinh nghiệm dạy và học trực tuyến. Sau khi tham gia tập huấn, giảng viên không chỉ được cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình tập huấn mà còn có thể sẵn sàng cho tiến độ triển khai theo đúng kế hoạch. Ngày 13 tháng 10 vừa qua, nhân ngày doanh nhân Việt Nam, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức các chuyến thăm đến các doanh nghiệp để chúc mừng, thăm hỏi và trao đổi xúc tiến các nội dung hợp tác trong thời gian sắp tới nhằm phát triển mối quan hệ đôi bên cùng có lợi giữa doanh nghiệp và nhà trường. Ngày 19 và ngày 26 tháng 10 vừa qua đã diễn ra các buổi hội thảo góp ý về chiến lược phát triển trường giai đoạn năm 2013-2023, cập nhật 2018-2023. Hội thảo đã đưa ra những đánh giá kết quả thực hiện trong thời gian qua, những định hướng cũng như đề ra các giải pháp phát triển nhà trường hướng đến năm 2023. Dự kiến tháng 11 năm 2017, chiến lược bổ sung sẽ được thực hiện lấy ý kiến sinh viên, cựu sinh viên, viên chức, giảng viên, doanh nghiệp và các đối tác của trường.
Chiều ngày 28 tháng 10 vừa qua, tại cơ sở Võ Văn Tần đã diễn ra buổi giới thiệu chương trình đào tạo tiến sĩ năm 2017 của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh do tiến sĩ Lê Thị Thanh Thu, Chủ tịch Hội đồng trường, trưởng khoa sau đại học trình bày, cùng Chủ tịch Hội đồng chuyên môn các ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế học, Lý luận và Phương pháp giảng dạy học bộ môn tiếng Anh. Tại buổi giới thiệu, đông đảo người học quan tâm đã đến tham dự và đặt câu hỏi cụ thể cho quá trình học tập cũng như những chính sách hỗ trợ của trường. Được biết, khi học nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, người học có thể nhận học bổng 100% học phí khi hoàn thành đúng tiến độ và có bài báo quốc tế được đăng trên tạp chí uy tín. Sáng ngày 29 tháng 10 vừa qua, tại cơ sở Hồ Hậu Hớn Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi báo cáo chuyên đề Quản trị công thực tiễn địa phương do tiến sĩ Lê Văn Hưởng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang. Ông Lê Văn Hưởng cũng là tiến sĩ khóa đầu tiên của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Buổi báo cáo với các con số chi tiết thực tiễn từ địa phương và người tham gia đã được giải đáp thắc mắc từ báo cáo viên, giúp hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của hoạt động quản lý công là các mục tiêu kinh tế, giáo dục, y tế, xã hội, đảm bảo sự phát triển kinh tế xã hội bền vững. Cũng trong cùng ngày 29 tháng 10, tại cơ sở Võ Văn Tần Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi lễ khai giảng chương trình cử nhân đào tạo từ xa theo phương thức trực tuyến khóa 3 năm 2017. Tham dự buổi lễ có sự góp mặt của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Hữu Đức, Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường, đại diện các doanh nghiệp, đại diện lãnh đạo các phòng ban trong nhà trường cùng các anh chị tân sinh viên chương trình cử nhân đào tạo từ xa theo phương thức trực tuyến của nhà trường. Trong đợt khai giảng khóa 3 năm 2017, chương trình cử nhân đào tạo từ xa theo phương thức trực tuyến, trường đón nhận 250 sinh viên. Hòa chung không khí với các trường đại học cao đẳng trên cả nước, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã long trọng tổ chức buổi lễ khai giảng năm học 2017-2018 và bên cạnh đó là ngày hội truyền thống The Open Day năm 2017 để cùng chào đón hơn 3.300 tân sinh viên nhập học. Xin được mời quý vị cùng đón xem những hình ảnh trong buổi lễ. Ngày 11 tháng 10 vừa qua, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức buổi lễ khai giảng năm học 2017-2018 tại nhà thi đấu quân khu 7 với sự tham dự của các vị đại biểu, các vị khách quý cùng hơn 5.000 sinh viên của trường. Trong năm học 2017-2018, nhà trường đã tuyển sinh hơn 3.300 sinh viên học tập tại 11 khoa cùng với nhiều ngành đào tạo. Trong quá trình dạy và học, nhà trường luôn quan tâm và thường xuyên cải tiến, trang bị cơ sở vật chất, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên, tạo cơ hội cho sinh viên giao lưu và tham gia các hoạt động ngoại khóa, công tác xã hội. Sau phần lễ khai giảng là chương trình ngày hội truyền thống The Open Day 2017 với nhiều tiết mục hấp dẫn và phong phú của đoàn trường, hội sinh viên trường tổ chức, đã tạo cho các bạn sinh viên một bầu không khí vui tươi và giao lưu bổ ích. Ngày 24 tháng 10 vừa qua tại cơ sở 97 Võ Văn Tần Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, khoa đào tạo đặc biệt đã tổ chức chương trình chào đón tân sinh viên khóa 2017 với chủ đề Tôi là sinh viên khoa đào tạo đặc biệt. Thông qua chương trình, các bạn tân sinh viên đã có cái nhìn tổng quát hơn về khoa của mình, từ các hoạt động đoàn hội đến các câu lạc bộ đội nhóm trong khoa. Sáng ngày 18 tháng 10 vừa qua tại cơ sở Nguyễn Kiệm Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra chương trình giao lưu hướng nghiệp sinh viên với hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp do Trung tâm Tư vấn Hướng nghiệp Việc làm phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Khách mời chương trình gồm có Thạc sĩ Huỳnh Kim Tước, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh, ông Hồ Minh Nhật, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Chiều ngày 25 tháng 10 tại cơ sở 97 Võ Văn Tần Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên, công tác hội và phong trào sinh viên năm học 2016-2017. Năm học vừa qua cũng là một năm đánh dấu nhiều hoạt động nổi bật của công tác đoàn hội trong nhà trường. Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Hội Sinh viên Việt Nam, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị, bản tin Audio News tháng 10 đến đây xin được phép khép lại. Xin được cảm ơn quý thầy cô, các bạn sinh viên và quý khán giả đã chú ý đón xem. Chúng ta sẽ cùng chào đón tháng 11 với rất nhiều những hoạt động tiêu biểu, đặc biệt chào mừng kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Kính chúc quý thầy cô thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp giáo dục. Xin chào và hẹn gặp lại.